Xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình xin được giới thiệu và hướng dẫn cái cách mà mình sử dụng cái nhiệt kế Umron MC246 dạng bút chì. Và cái này thì cũng có rất nhiều người có hỏi là liệu nhiệt kế bằng thủy ngân và nhiệt độ và nhiệt kế điện tử thì nhiệt kế điện tử có chuẩn như nhiệt kế thủy ngân hay không? Thì mình xin thưa là nó sẽ chuẩn như nhau đối với những người mà sử dụng đúng cách nhất. Và ở đây thì trên tay mình là một cái nhiệt kế MC246 dạng bút chì của hãng Umron. Thì cái này có cái độ sai lệch của nó là có 0,1 độ C thôi. Như vậy là rất tin tưởng để chúng ta có thể sử dụng khi mà nhà có người bị sốt. Và nhiệt kế kẹp nách thì sẽ được đo ở 3 vị trí. Thứ nhất là nách, cái thứ hai là miệng và cái thứ ba là hậu môn. Thì đo hậu môn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái đầu bọc đầu của cái nhiệt kế thì chúng ta sẽ sử dụng. Và đây, bây giờ mình sẽ mở ra để cho cả nhà cùng xem về cái nhiệt kế này nhé. Đấy. Khi nào mà chúng ta sử dụng đo hậu môn thì chúng ta sẽ sử dụng cái túi bên trong đây. Nó sẽ có cái đầu bọc, cái nhiệt kế lại. Và đây là cái nhiệt kế MC246 của hãng Umron. Thì khi chúng ta bắt đầu sử dụng thì chúng ta chỉ cần ấn nút. Đó. Nó sẽ hiển thị lên. Đây mình sẽ zoom sát lại cho các bạn xem nhé. Với cái nhiệt kế dạng bút chì MC246 của hãng Umron thì khi chúng ta chuẩn bị đo thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phím tắt mở đấy ạ. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái đầu đọc này vào cái vị trí mà chúng ta cần đo. Ví dụ như là miệng hoặc nách hoặc là hậu môn. Thì với cái thời gian đo thì nó cũng sẽ khác nhau một chút. Ở miệng thì chúng ta sẽ đo là 80 giây. Ở nách thì chúng ta sẽ đo là 120 giây. Còn ở hậu môn sẽ là 60 giây. Khi chúng ta đo ở miệng thì chúng ta cần cho cái đầu đo đây nằm ở phía dưới lưỡi là sẽ ok, nằm ngay ở phía dưới cuống lưỡi nhé, chúng ta sẽ đo được. Thì sau 80 giây thì sẽ có kết quả. Còn khi đo ở hậu môn thì chúng ta phải luôn nhớ là sẽ phải dùng cái đầu bọc này bọc lại cái phần đo nhiệt độ của cái nhiệt kế. Sau đó thì chúng ta sẽ cho khoảng ít hơn 1,3 cm vào bên trong hậu môn. Và trước khi đo như vậy thì chúng ta cũng cần phải dùng dầu để bôi trơn cái hậu môn. Thì chúng ta đo vào thì nó cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và sau mỗi lần đo thì chúng ta cũng phải tẩy trùng cái nhiệt kế đi. Và cái thứ ba là chúng ta hay sử dụng nhất, đó là kẹp nách. Thì đối với cái nhiệt kế đo điện tử Umron này thì nó sẽ đo hơi khác hơn so với cái nhiệt kế thủy ngân. Thì một lát nữa mình sẽ demo để cho các bạn xem. Vì thực ra cái nhiệt kế này thì chúng ta sẽ đo ở nách sẽ là nhiều nhất trong các cái cách mà chúng ta đo. Thì đôi khi trong cái lúc mà chúng ta sử dụng ấy thì cũng có một số cái lỗi mà chúng ta không để ý đến. Thì nếu như ở đây nó hiện chữ L có nghĩa là nhiệt độ đo được thấp dưới 32 độ thì nó sẽ không báo kết quả được. Và cái thứ hai là nó hiển thị chữ H, tức là nó cao quá 42 độ thì chúng ta cũng cần phải đo lại. Thì đó là một số các cái lưu ý. Và khi nào ở trên cái nhiệt kế đây
nó có thể hiện nó có hình quả pin ấy, giống như kiểu ở trên điện thoại di động mà nó có gạch chéo, tức là chuẩn bị hết pin thì chúng ta cần phải thay pin. Thì thay pin thì chúng ta mở cái nút ở đây, đây nó có cái nút xoáy này, chúng ta đưa một cái tua vít vào, chúng ta vặn ngược trở lại thì sẽ mở ra, và bên trong này thì nó sẽ một sẽ có một cái quả pin. Pin thì chúng ta sẽ mua ở các cái hiệu đồng hồ là chắc chắn là sẽ có. Và bây giờ thì mình sẽ demo cái cách đo cái nhiệt kế này một cách chính xác nhất để cho cả nhà cùng theo dõi nhé. Đến với cả nhà nhé. Đối với cái nhiệt kế kẹp lách ở dạng thủy ngân thì chúng ta sẽ đưa vào đây và chúng ta sẽ kẹp xuống như thế này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kẹp như thế này. Thế nhưng mà đối với cái nhiệt kế điện tử của ôm rôn và cũng như các cái nhiệt kế điện tử khác thì chúng ta sẽ cần đo theo như thế này. Chúng ta sẽ vẫn đưa vào đây và chúng ta sẽ kẹp thật sát vào. Kẹp sát, sau đó chúng ta để một góc chéo như thế này. Trường này để làm gì ạ? Thứ nhất là cái đầu đọc đây nó rất là nhỏ. Đó thì nó sẽ nằm ở trong phía trong nách được. Và cái thứ hai là cái phía ngoài bên đây thì nó rất là to, nếu như chúng ta để song song với cả người thì không khí nó sẽ đi vào và nó sẽ dẫn tới kết quả là không chính xác. Đó, thì nhiều khi là chúng ta vẫn cứ đo cái nhiệt kế điện tử này theo như cái cách đo của nhiệt kế thủy ngân thì nhiều bà mẹ lại nói rằng nhiệt kế điện tử ôm rôn là không chính xác hoặc là đo sai lệch, thì hầu hết các cái sai lệch đều là do chúng ta đo nó không đúng cách thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là không hiển thị đúng với cái mức nhiệt độ của người đo. Và cái nhiệt kế này thì khi đo ở nách 60 giây là nó đã cho ra kết quả rồi. Tuy nhiên thì hãng vẫn nói rằng nên để 120 giây, tức là 2 phút thì nhiệt độ nó sẽ ổn định hơn. Đó thì chúng ta có thể tuân thủ theo một trong hai cách đó. Rồi, ok. Được Đấy, chưa? xong rồi con. Xong rồi. Ừ, đây. Đó, nó sẽ ra là 36,7 độ C. Tao da hồng. Có nhiệt độ cơ thể bình thường của con người là từ 36, 37, Nên là sốt không? 36,7 đến Sốt không dưới được. 37 độ là không bị sốt, trên 37 độ là bị sốt. Ba tối ngồi Đó, được. đó là cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái nhiệt kế điện tử MC246 dạng bút chì. Khi mà chúng ta kẹp nách thì chúng ta sẽ để Ba một thử góc nói. 45 độ. Như vậy thì sẽ cho ra kết quả chính xác nhất. Ba thử nói tên Đấy là con gì? là cái nhiệt kế. Con Rồi, gì? ok. Xin cảm ơn cả nhà đã chú ý theo dõi cái video này của Nó mình. có mắt Xin nè. chào và hẹn gặp lại các bạn Đây, ở những nó các có cái mắt nè. video lần sau.